Hồ báo phòng gym kiểu. Hey, cho tao khúc này. Ở đằng đó có nhiều mà anh. Home anh thích khúc này. Rồi, xong rồi. Đằng đó đằng đóng xong là lấy. Chối rồi. Tao cắt tay mình này. Thôi, coi như em sợ anh đi. Bự anh cao. Ơn em có chút xíu à. Em sẽ để vụ này chìm. Hồ báo phòng gym lắm mà. Sợ hả? Trời em là nắng làm sao anh.